Đây là những giá thể làm nơi trú ẩn cho các chạch lấu do anh Hiếu tự thiết kế. Anh Hiếu cho biết khi làm giá thể cho cá trú ẩn, kết hợp với cho cá ăn ngầm sẽ giúp đàn cá không bị nhát, nguồn nước trong ao giữ được sạch sẽ. Con cá sẽ ăn nhiều, mau lớn, sinh trưởng phát triển tốt hơn. Thời gian dành cho cá cũng không nhiều. Một ngày chỉ cần khoảng 2 giờ đồng hồ, sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng cho cá ăn, thăm cá, kiểm tra sức khỏe của cá là đủ. Con cá này nuôi là cái quan trọng nhất là mình kiểm soát nguồn nước, nước nó phải sạch. Thứ hai nữa là mình phải kiểm soát cái nguồn bệnh của cá, mình phải biết được cái nguồn bệnh của cá. Con cá thường thường nó bệnh là con cá nó bị nhiễm vi khuẩn đường ruột á. Mình cứ cho mình trộn thuốc trị con vi khuẩn đó là theo đúng thời kỳ, như là 15 ngày mình cho trộn thuốc cho nó ăn một lần thì cá nó sẽ không có bị nhiễm virus nữa. Bình thường thì một tuần lễ mình thay nước một lần. Sau khi mình bơm xong lên rồi mình xử lý nước lại như bằng cách là mình tạt vôi hoặc là mình tạt biotin đó hoặc là BKC, rồi mình diệt khuẩn trong nước đó, cá nó không có bị nhiễm bệnh. Thời gian đầu khi mới bắt đầu nuôi thử nghiệm trong ao đất, do chưa có kinh nghiệm cũng chưa nắm chắc các khâu kỹ thuật, nồng độ pH trong nước cao, cá bị bệnh, còi cọc, chậm lớn, tỷ lệ hao hụt lên tới trên 60%. Sau này khi mang cá đi xét nghiệm, anh Hiếu mới biết được nguyên nhân. Lên mạng tìm hiểu thông tin, rồi lần tìm đến các ao nuôi lớn nhỏ để học hỏi kinh nghiệm. Anh Hiếu dần hiểu rõ hơn đặc tính của từng loại cá và rút ra được những kinh nghiệm nuôi cho riêng mình. Từ việc giúp cá giống làm quen với môi trường ao đến việc đầu tư quạt nước để tạo oxy cho cá, cũng như lót bạt sẽ giúp cá tránh trầy xước và phát triển khỏe mạnh hơn. Mình mua con trống về, rồi mình căng một cái dèo ở trong ao á, rồi mình chăm sóc. Mình cho nó ăn thức ăn cho nó quen, rồi con cá nó khỏe mạnh rồi bắt đầu mình mới tiến hành thả ra ao mình nuôi. Không thua mình coi con cá nó thì tốt nhất là nên để một tháng bắt đầu mình thả ra ao mình nuôi. Chứ mới lúc đầu đem con cá về mình thả xuống liền, thứ nhất là nó bị sốc nước, nó chưa có quen cái nguồn nước á. Thứ hai nữa là nó chưa có quen cái chỗ để ăn. Thì con cá chụp lấu này thì nó cần cái lượng oxy tại mình nuôi với cái mật độ hơi nhiều. Cái quạt nước này để tạo cho cái dòng chảy. Tại con chảy dưới nó tạo oxy cho con cá nó phát triển tốt hơn. Hiện nay, anh Hiếu đang thả nuôi khoảng 5.000 con cá chạch lấu và 3.000 con cá heo đuôi đỏ trong ao lót bạt. Còn bể xi măng chỉ nuôi với số lượng ít, anh Hiếu cũng đã hoàn thiện xong một ao lót bạt với diện tích 200m² để phát triển thêm đàn cá trong vụ mới. Riêng bể xi măng, anh sẽ dành toàn bộ để ươm cá giống. Nửa tháng nữa, thương lái từ Vĩnh Long sẽ lên thu mua cá đợt 2. Dự kiến đợt này, anh sẽ xuất bán trên 7 tạ cá hai loại. Với cá chạch lấu nuôi được khoảng 8 tháng, có trọng lượng từ 350 đến 450 gram. Đây là cá loại 2 được thương lái thu mua với giá 180.000 đồng một ký. Còn cá được nuôi gần 1 năm, trọng lượng có thể lên tới gần 1 ký, có giá bán cao hơn khoảng 250.000 đồng một ký. Riêng cá heo có giá cao hơn khoảng 500.000 đồng một ký. Anh Hiếu cho biết, do giá thành cao nên cá heo hiện chưa có thương lái thu mua với số lượng lớn. Điểm thu mua chính hiện nay vẫn là bán lẻ cho các nhà hàng tại Sa Đéc để chế biến thành các món ăn đặc sản. Tuy nhiên, chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương cũng khuyến cáo, khuyến khích người dân phát triển các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, song cần phải nắm vững các quy trình kỹ thuật nuôi, nắm bắt kỹ tín hiệu thị trường, đầu ra tiêu thụ trước khi bắt tay vào nuôi, tránh tình trạng nuôi ồ ạt theo phong trào.